tôi đã trở thành một nhà quản lý tiền xuất sắc nhờ vào 6 bí kíp quản lý tiền của bác TH Ecker. Xin chào các bạn, tôi là Quang Nam. Hiện tại Nam đang là một huấn luyện viên cuộc sống. Trong suốt 2 năm vừa qua, Nam cùng với các cộng sự của mình đã giúp cho hàng trăm anh chị có sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc. Trước đây, Nam đã từng làm rất nhiều công việc, từ làm công, làm thuê cho đến từ kinh doanh anh chị. Công việc thì cũng tốt, cũng kiếm được tiền, nhưng cuối năm nhìn lại cũng chẳng thấy tiền đâu. Làm việc vất vả cả năm trời, nhưng Tết về cuối năm nhìn lại chẳng thấy tiền ở đâu hết. Sau một thời gian dài như vậy thì Nam mới biết được rằng đó là do mình không có kỹ năng quản lý tiền. Cho đến khi Nam học được 6 bí kíp quản lý tiền của bác TH Ecker, là tác giả của cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Nam đã ứng dụng và đã biết cách quản lý tiền bạc của mình một cách cực kỳ hiệu quả. Và từ đó cuộc sống của Nam đã ngày càng thay đổi, số dư trong tài khoản ngân hàng của mình ngày càng gia tăng lên. Và ngày hôm nay, Nam sẽ chia sẻ cho anh chị 6 bí kíp quản lý tiền của bác TH Ecker. Và Nam tin rằng anh chị cũng sẽ đạt được sự dư giả về tài chính khi ứng dụng 6 bí kíp này. Bí kíp đầu tiên, và đây là một bí kíp cực kỳ quan trọng. Anh chị hãy trích ít nhất là 10% thu nhập của mình để bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính để trả cho bản thân mình giàu lên trước. Triết lý sống của người nghèo đó là khi mà họ kiếm được tiền thì họ sẽ đem đi tiêu xài và họ sẽ đầu tư số tiền còn lại. Còn triết lý sống của người giàu thì ngược lại anh chị ạ, à, họ cũng kiếm được tiền nhưng họ sẽ chi trả cho bản thân mình trước, họ sẽ đem số tiền đó đi đầu tư gia tăng tài sản, sau đó họ mới tiêu xài đi số tiền còn lại. Ở bí kíp này thì anh chị hãy chuẩn bị cho Nam một cái lò và mỗi ngày anh chị hãy bỏ một số tiền vào trong cái lò này. Bao nhiêu tiền cũng được anh chị, thói quen thì quan trọng hơn số tiền. Và chính thói quen này sẽ giúp cho anh chị nuôi dưỡng con người giàu có bên trong của anh chị. Bí kíp thứ hai, anh chị hãy dành ra 50% thu nhập của mình để sử dụng vào những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày. Và bí kíp thứ ba, anh chị hãy dành ra 10% thu nhập để đầu tư cho việc học hành, phát triển bản thân của mình. Có một tài sản mà anh chị đầu tư sẽ không bao giờ lỗ, đó chính là trí tuệ của mình. Cho nên anh chị hãy dành ra ít nhất 10% thu nhập để cho phép bản thân mình liên tục học tập, liên tục phát triển, làm mới bản thân mình mỗi ngày. Bởi vì khi anh chị tài giỏi hơn, khi anh chị có nhiều kỹ năng hơn thì chắc chắn anh chị sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn. Bí kíp thứ 4, đó là anh chị hãy dành ra 10% thu nhập cho quỹ, đó là quỹ ước mơ của mình. Số tiền này anh chị sẽ dành tiết kiệm dài hạn để mua những thứ mà mình mơ ước, như là chiếc xe hay là căn nhà của anh chị. Và bí kíp thứ 5, đó là anh chị hãy dành ra 10% thu nhập của mình để cho đi. Cuộc sống này luôn vận hành theo quy luật nhân quả anh chị. Có gieo thì có gặt, có cho thì ắt sẽ có nhận. Cho nên đây là một bí kíp để giúp anh chị tôn vinh giá trị của bản thân và có thể phụng sự và cống hiến cho xã hội. Và bí kíp cuối cùng là bí kíp thứ 6, anh chị hãy dành ra 10% thu nhập của mình để bỏ vào tài khoản hưởng thụ. Đây là số tiền mà anh chị sẽ dành ra để thưởng cho bản thân mình. Anh chị có thể đi những chuyến du lịch hay là ăn ở những nhà hàng sang trọng nhằm kích hoạt con người phi thường bên trong của mỗi chúng ta. Tưởng thưởng cho chính bản thân mình vì những thành quả mà mình đã đạt được. Và chúng ta sẽ có thêm ngày càng nhiều thành công hơn nữa. Và trên đây là 6 bí kíp quản lý tiền cực kỳ hiệu quả của bác TH Ecker. Nếu như anh chị chưa biết cách ứng dụng hoặc chưa có thói quen để quản lý tiền hiệu quả, thì anh chị hãy tham gia vào nhóm học tập cùng Nam sẽ cùng anh chị rèn luyện thói quen quản lý tiền bạc mỗi ngày.